vào xem trận thi đấu tranh nhất nhì giữa hai đội tuyển Uông Bí và Móng Cái. Hai đội sẽ chào trọng tài và với đội hình mạnh nhất, cầu thủ mang áo số 83 tên đội trưởng đội Uông Bí tên là Nguyễn Thị Thêu, đội trưởng cầu thủ mang áo số 14 là Mai Khanh, cầu thủ mang áo số 15 là Thanh Trung, cầu thủ mang áo số 16 là Hoàng Mão, cầu thủ mang áo số 45 là Thanh Nguyên. Đội hình lên bóng cái, cầu thủ mang áo số 2 là Thu Nguyên, cầu thủ mang áo số 9 là Thủy, cầu thủ mang áo số 7 là Anh Mai, cầu thủ mang áo số 4 là Nguyễn Trâm, cầu thủ mang áo số 10 tên là Thúy thì đấy. Hai đội đang dạo bóng. Cầu thủ mang áo số 10 phát bóng của bên đội Móng Cái tên là Thu Thủy. Đá bóng vượt qua lưới, điểm cho các cầu thủ Móng Cái. 1-0. Nguyễn Mai phát bóng, bỏ nhỏ thành công. Pha bỏ nhỏ rất thành công của cầu thủ Hoàng Mão. Điểm được san bằng với một đều cho các cầu thủ Uông Bí. Mai Khanh phát bóng, chắn bóng tốt. Phương Trâm vừa đã đánh bóng không qua tay chắn của các cầu thủ Uông Bí. Tỷ số được nâng lên 2-1. Đánh bóng không qua lưới, vừa rồi là pha đánh bóng của cầu thủ Thảo Uyên. Kết nối với kia. Hoàng Mão phát bóng. Pha bật nhảy tại chỗ của Nguyễn Mai đã ghi tỷ số cho cầu thủ Móng Cái với tỷ số 2-3. Đánh bóng tốt, bóng chạm chắn ra ngoài. Điểm cho Uông Bí 4-2. Hai đội có cạnh đánh tương đồng với nhau. Bóng ngoài sân. Điểm cho Móng Cái 3-4. Thu Yên phát bóng. Điểm cho các cầu thủ Móng Cái, tỷ số săn bằng 4 đều. Ai lưới? Vận động viên nào lưới? Vận động viên nào lưới? Bóng chắn rung thôi mà, lưới phải nói được tên cầu thủ chứ. Chắn bóng ra và bắt lưới làm gì? Bóng chạm chắn. Đội trưởng Nguyễn Thêu phát bóng.
đấu đã diễn ra rất là căng thẳng và giằng co từng quả một trên sân hiện giờ đang rất là nóng. Nó chắn chuyển cho các cầu thủ Quốc Mỹ, tỷ số được nâng lên là 6-5. Các bạn vừa được xem pha tấn công rất là mãn nhãn của cầu thủ Hoàng Mão. Mai Khanh phát bóng. Đặt bóng ra ngoài. Điểm cho các cầu thủ Quốc Mỹ, tỷ số được nâng lên 7-5. Pha đánh bóng chưa thành công của Thu Hiền. Đã chắn 3 thì các cầu thủ bên kia rất khó để vượt qua hàng chắn của các cầu thủ Quốc Mỹ. Điểm cho móng cái. Vừa rồi là pha chắn bóng phạm quy. Tỷ số được nâng lên là 9-6. Nguyễn Mai phát bóng. Chắn bóng tốt. Và chắn bóng thành công. Điểm cho móng cái, tỷ số được nâng lên 7-9. Các cầu thủ móng cái cũng sử dụng 3 chắn với các cầu thủ Mỹ. Hai đội có cách chơi tương đồng với nhau. Chắn bóng tốt. Bàn ra sân rất nhanh của đội trưởng Nguyễn Thêu. Chắn bóng tốt. Đội trưởng Dương Quốc Mỹ 11-7. Chắn bóng tốt. Các cầu thủ Quốc Mỹ đang rất là khởi sắc. Mai Khanh phát bóng. Móng cái 8-11. Số được nâng lên 10-12. Bóng tốt, bóng trong sân, điểm cho Hương Bí 13-10. Vừa rồi là pha tấn công của đội trưởng Nguyễn Thêu. Phát bóng hai chạm, điểm cho móng cái 11-13. Vừa rồi là pha đập bóng rất khó chịu của cầu thủ Nguyễn Mai.
Bóng nhỏ chưa thành công. Điểm. Điểm cho bóng cái 13-14. Thu Yên bắt bóng ra ngoài. Điểm cho Hương Bí 15-13. Hai đội giằng nhau từng quả một. Không khí trên sân hiện giờ đang rất là căng thẳng. Đặt bóng qua lưới. Điểm cho Hương Bí 16-13. Khoảng cách điểm được nâng lên là 3 điểm rồi. Mai Khanh phát bóng. Phản công cho ông Mỹ rất hay. Phạm Mão và kết thúc trận đấu đầu tiên của trận chung kết này, đến cầu thủ bên phía đội Uông Bí đã vượt qua đội Móng Cái tỷ số là 21-15. Vâng, một trận đấu rất hay của cầu thủ bên phía Uông Bí. Vâng, xin kính mời tất cả quý vị khán giả của kênh Bóng Chuyền Hơi VH. Chúng ta trở lại sân thi đấu của Nhân Hóa, khu Tân Lập, phường Phương Long, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, để chuẩn bị theo dõi diễn biến của set đấu thứ hai của trận chung kết giữa câu bộ Uông Bí và Móng Cái. Vâng, set đấu thứ hai đã chính thức bắt đầu rồi. Vâng, điểm số đầu tiên trong set đấu thứ hai này đã thuộc về cầu thủ bên phía Móng Cái. 1-0 cho Móng Cái. Chưa được. Rồi phản công cho Uông Bí. Rất hay. Tình huống bám chắn thành công của các cô gái bên phía đội Móng Cái. 2-0 cho Móng Cái. Vâng. Vâng. Được một tốt. Chưa được. Tình huống sử bóng vừa rồi là của Mai Khanh. Chưa thành công. Kim Trâm chưa là tình huống là bóng rồi là của Kim Trâm đã chưa qua lưới. Vâng, điểm cho các cô gái của thành phố Uông Bí 1-2. Được một tốt. Rồi phản công cho Uông Bí. Chưa được.
Vậy là trọng tài đã xác lệnh lỗi kỹ thuật của các cô gái bên phía thành phố Uông Bí rồi. Điểm cho Móng Cái 3-1. Vâng, sở hữu trong đội hình với dàn cầu thủ rất đông đều, hai câu lạc bộ đã bước vào trận chung kết rất xứng đáng. Ai đây? Không thành công rồi. Tình huống chuyền hay khó nên Phạm Mão đã xử lý không thành công. Điểm cho cầu thủ bên phía Móng Cái 4-1. Rất mạnh, vâng, pha phòng thủ rất tốt của cầu thủ bên phía Móng Cái. Tình huống đập bóng uy lực của Phạm Mão. Vẫn là Phạm Mão, rất hay. Tình huống đập bóng tuyệt vời của Phạm Mão. Quá tuyệt vời, quá uy lực, vâng. Quá khủng khiếp. Không còn từ gì có thể miêu tả được pha đập bóng vừa rồi của Phạm Mão. 2-4 cho cô gái của thành phố Uông Bí. Tuyệt vời Phạm Mão. Ai đây? Vẫn là cơ hội phản công cho Uông Bí. Tuyệt vời! Đây là Phạm Mão, vâng. Quá xuất sắc luôn. Tình huống đập bóng tuyệt vời tiếp theo của Phạm Mão đã ghi điểm số 3-4 cho các cô gái của thành phố Uông Bí. Vâng, tình huống đập bóng vừa rồi đã chạm vào chân camera rồi. Để tôi ra xem máy quay nó có bị ảnh hưởng gì không. Đập vào chân máy quay. Đây, đây, đây. Vâng, dạ, cháu ở kênh Bóng Chuyền Hơi VH ạ. Hả? Kênh YouTube Bóng Chuyền Hơi VH. Bóng Chuyền Hơi VH ạ. Bóng Chuyền Hơi, hơi. Vâng, vâng. VH ấy, VH ấy, vâng. Vâng, vâng, đúng rồi bạn. À, vâng, 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 cháu mà khác. Ôi, phản công rất tuyệt vời. Một tình huống đá bóng uy lực của Phạm Mão. Quá tuyệt vời Phạm Mão. 5-4 cho cô gái của thành phố Uông Bí. Tuyệt vời. Vâng, trận phút vừa qua thì Phạm Mão đang chơi cực kỳ ấn tượng. Một điểm số được ghi bởi Phạm Mão. Quá hay. Ai đây? Bóng vẫn còn, một pha phòng thủ rất tốt của Nguyễn Dung. Của Thị Dung, vâng. Không thành công, tình huống là bóng tốt của cầu thủ số 07 bên phía Móng Cái. Vâng, khiến cho cô gái của thành phố Uông Bí phòng thủ không thành công, điểm cho Móng Cái 5 đều. Điểm số cho bên hết bằng. Số 16 là Phạm Mão, số 15 là Dung à. Thị Dung. Anh Dung rồi. Đội một tốt rồi, ai đây? Vâng, tình huống xử lý vừa rồi là của đội trưởng Thị Thêu. Rồi phản công cho Móng Cái. Rất hay. Một pha phòng tốt của Mai Khanh. Mai Khanh. Và phòng rất tốt của cậu gái Móng Cái. Bóng vẫn còn. Vâng, trọng tài đã ăn lỗi kỹ thuật của các cô gái bên phía Uông Bí rồi. Điểm cho các cô gái của Móng Cái 6-5. Vâng. Một trận chung kết đang diễn ra rất hay của các cô gái Móng Cái và cô gái của thành phố Uông Bí. Điểm chấm chưa được. Vẫn là cơ hội phản công cho Móng Cái. Bóng vẫn còn. Rất hay. Tình huống phòng thủ tốt của cậu gái bên phía Uông Bí. Rồi phản công cho Uông Bí đây rồi. Phạm Mão. Không được rồi. Vâng, tình huống chuyền bóng sắt lưới. Phạm Mão đã có bóng không qua tay chắn của hàng chắn bên phía Móng Cái. Điểm cho cô gái bên phía đội Móng Cái 7-5 rồi.
Vâng, ông bầu của câu lạc bộ thành phố Uông Bí là ông Hoàng Việt Dũng đang đứng rất sát sân để chỉ đạo đến các cô gái của thành phố Uông Bí. Và xử lý bóng hỏng của cô gái đến từ Móng Cái, điểm cho cô gái đến từ thành phố Uông Bí 6-7. Vâng, khoảng cách giữa đội chỉ là một điểm số thôi. Vâng, Mai Khanh sẽ là người phá bóng. Được một tốt rồi. Vâng, gọi là trọng tài xác định điểm cho cầu thủ bên phía đội Móng Cái. 8-6 cho Móng Cái. Vâng, các cô gái Móng Cái đã tạo ra khoảng cách 2 điểm trước cô gái của thành phố Uông Bí. Rất mạnh và bâng một rất tốt của Thị Thêu. Vâng, Phạm Mạo. Vâng, Phạm Mạo vẫn là cầu thủ thi đấu cực kỳ ấn tượng bên phía cầu gái của thành phố Uông Bí. Một điểm số là được ghi bởi Phạm Mạo, 7-8 cho cầu gái của thành phố Uông Bí. Được một tốt. Chắn tốt. Vâng, hàng chắn của cầu gái bên phía thành phố Uông Bí đã hoạt động tốt, mang điểm số 8-0 cho Uông Bí. Quá hay. Ồ, tranh người bên kia tranh giải ba này, tớ lại sang kia. Ôi chết mẹ, em lại đọc đọc máu lửa nhá, đọc bình luận máu lửa bằng bình luận máu lửa nhá. Điểm số cho Móng Cái 9-0. Tao bình luận mà mày đọc máu hơn tao mà. Tao phải chửi bạn. Và Mão dám bạch điểm cho các cầu thủ Móng Cái 19. Kiên. Nguyên đánh bóng không qua lưới. Điểm cho các cầu thủ Uông Bí, tỷ số được san bằng 10-0. Đọc bóng tốc. Điểm 11-10. Đọc bóng rất thông minh. Bóng chưa thành công, điểm cho các cầu thủ Móng Cái 11-0. Đọc bóng tốt, bóng trong sân, điểm cho Uông Bí 12-11. Và đọc bóng quá tốt của cầu thủ Hoàng Mão. Hai đội giằng nhau từng quả một. Trận đấu đang diễn ra rất là căng thẳng. Đập bóng ngoài. Điểm cho Móng Cái 13-12. Móng Cái 14-12. Đập bóng ngoài. Và Mão đập bóng ra ngoài rồi. Điểm cho Móng Cái 15-12 các cầu thủ Uông Bí. Xin hội ý. Thank you.
làm gì ấy? Bố kia lúc nào bà Thu bà xích ở nhà không phải không? Đi theo gái đẹp kìa. Trời ơi, nó mắt. Dung mà đã thay bộ đẹp nhỉ? Kia đây ba vừa của Cẩm Phả cao cao này. Bóng chạm chắn ra ngoài. Điểm cho Uông Bí 16 đều. Một. Để nó đã nói chung là hai đội cùng phong cách đánh với nhau thì xem rất là mát mắt, mát nhãn luôn. Và bóng ra ngoài, điểm cho bóng cái 18-17. Hôm nay hai đội Uông Bí và bóng cái cống hiến những pha bóng mãn nhãn cho các cầu thủ. Các khán giả xem ở sân, hai đội cùng phong cách tấn công như nhau. Bỏ nhỏ thành công, tỷ số được sang bằng 18 đều.
Đặt bóng thành công, điểm cho bóng cái 19-18. Đập bóng như con. Tỷ số được nâng lên là 20-19, đội bóng cái còn một điểm xếp coi nữa thôi. Liệu trận đấu có diễn đến xếp đấu thứ ba hay không? Thì chúng ta hãy cùng xem quả phát bóng của cầu thủ. Hãy subscribe.